có thành quả rồi cả nhà ơi. vô rồi, hôm nay Vinh chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay anh em Vinh dẫn cả nhà đi mò tôm nha. Tôm này hổ đấu luôn, hổ vàng luôn, quá ngon luôn. Từ nãy giờ anh em Vinh mò cũng được mấy con cả nhà, tại vì thấy nó lưu thưa quá nên Vinh chưa cầm máy, kéo anh đưa cho cả nhà xem với cục. Từ nãy giờ kiểu cũng có bị người ta mò rồi, năm sáu con như vậy. Chuyên Vinh nghĩ là bị mò với chích điện đó. Từ từ chị cho gót nước xuống nghe cục. Từ nãy giờ anh em Vinh mò được 2, 4, 5 con, 6 con, bự bự không nha cái nhà. Không ngon lắm, tôm toàn là càng lửa không à. Đúng 5 con, biết lửa không à. Nhưng mà từ nãy giờ đi bỏ ngoài không, mò lát đát nha anh em, vòng vòng kiếm á. Chứ đừng con hay con à. Cái này mò mốt à. Thằng liên hướng, nên mới gom được như thế á. Cô mới động đường con nữa nên bây giờ anh em Vinh sẽ tác nghiệp. Cái này kiếm cái khác, mò giỏi chịu không lấy không đủ ăn. Trời ơi, xỉn. Cũng như đó thôi là hai anh em mình làm nửa lon. Cũng phải mò trôi cho được chút chứ. Thôi chưa gà tới cơn nước á, Vinh cũng hàm lắm cái nhà, cũng muốn đi sang Bắc á. Nên bữa nay thấy khỏe nên đi luôn. Nói thấy quần lòng của tôi, chặt quá không nhìn rõ. Nên Vinh quyết định đi luôn như cái nhà. Chắc lâu lâu đi ngày chắc không sao đâu, năm bữa không sao đâu. Này giống như vỏ tòng. Nó chứ xình luôn rồi. Này đã quen, cái keo quyền thợ luôn á. Khi mà anh em Vinh làm được mấy đợt rồi. Hầu như tôm bắt ghe này nhiều lắm. Trên ghe chọc ký phải ghe. Hơn à. Hơn, cái đặt nhiều rồi, cái 700 ký, 700 ký rồi. Lại ra 2 ký, 2 ký còn trước. Phút này có vào đây nè. Mới phải không? Ừ. Động nó cái gì? Thì nó bún. Nghe bún cái chóc luôn á. Ừ. Thì nó đâu nó biết tên bún chứ. Chứ ăn không có đủ. Mẹ nó sẽ không bự cho bá nha cái này. Còn vuốt nó, vuốt cái lưng nó có nó. Ừ. Cá. Phải không? Cá 1000 đô. Cho mình về mình nuôi. Nó sống không? Con nào sống nữa giờ nó sống rồi. Để dành kho ăn. Cua nó bói hàng. Tôm nó ổn thiệt chứ. Cái bọn mày lần này không săn được con nào ở đây. Lần này nó hết ấy. Nó hết ngon như mấy lần trước. Thua cái nhà ơi. Cái này anh em Vinh kiếm được chứ. Đừng như đây. Mấy con hồi đầu cút sao xuống đây vào được có dính con hay con nhỏ nữa. Rồi, tiếp luôn. Tao đây xảy con bự, biết nó xuống cống không à. Hai con lần nãy tao xảy thằng kia con. Để tao xảy con bự lắm. Tao bắt được con. Dạ. 100 gram không? Không tới. Bự con chuyện trái. Ồ. Dạ xuống đó. Đó, hay vậy ta. Bảy con này nhỏ. Con có đây nè, bự lắm. Để đây. Được rồi, tao mò dạy xuống luôn. Ừ. Này nó nằm trong giả cống nãy mày không học ra vô. Của mày dạy xuống á. Dạy xuống hả? Ừ. Đây nằm trong giả cống. Đây nè. Nghe. Con tao ương con này luôn. Tại vì hai con không được á, tao không làm được. Tôi sợ nó chui qua cống á. Chui qua cống thôi, tao chui cống luôn à. Ở đây nè. Ủa? Ôi không phải nữa rồi. Hai con nằm ở đây nè. Trời ơi. Dính vô. Chưa, nó nằm trong đây nè. Từ từ. Từ gắn lên cái máy á. Trời ơi, đứng đâu rồi, thiệt tình. Đây, vô rồi. Bắn dính luôn rồi, dính luôn rồi. Dính luôn hả? Chưa. Chắc kẻ chèn quá. Ôi không phải đâu mày. Để con thấy bự lắm mày kia. Hả? Dạ. Gì vậy con cống rồi. Hai cống nói. Đây người sâu lắm. Đây người sâu. Sâu lắm. Giờ nó bay nhà rồi, chồng tôi không biết nữa.
Rồi bỏ này nha. Tao vô cái cống nè. Cống này đúng trước trong hồ lộn lận. Thắm tao cũng có đi mình, tao cũng có chui vô. Sình không à? Ừ, ít sình không à. Đừng có lắc được con nữa cả nhà ấy. Nó bị gãy hết một càng à. Ấy, rồi xem cho nó xong luôn à. Kiếm con tôm bự có viên chỉ kìa. Con cũng được đúng không? Đây cả nhà. Bình chui vô trong cái cống đó luôn. Cống này cũng đoạn chắc cũng khoảng 50 mét á. Bình thì chui mò dài tận à. Còn cống này nãy ở đây Bình bắt được mấy con, Bình bắt cũng được con. Như là ông đánh Bình bắt cũng được con. Cái máy bị dính nước rồi. Ố. Có không? Không có con gì luôn. Đây chị lên đi kiếm qua mấy anh kia mò tiếp để hơi nước lắm ạ. Đây bắt được 3 con. Mò một tay bắt được luôn cả nhà ơi. Đây. Cùng cái đụng dính luôn. Bình đắng cái gì? Nè. Vô. Tôi qua cái nó nằm im lu tùm lẫm luôn. Đây nó sâu quá. Cường cầm cái máy, cái trường vơ tay hên bắt được con luôn. Mở tanh gần. Nghe Bình, Bình la la như bắt được con gì á. Lấy đây, lấy đi. Từ từ. Ây trời. Cá nó bay. Chui ra. Wow, càng lửa đã chưa? Gớt hết càng hả? Gớt hết càng rồi. Trời ơi. Uống hả? Ăn mà có ăn thịt mà sao vậy? Đâu có, gớt hết càng cũng mất hết miếng thịt chứ gì. Cô chị chủ vườn. Ờ, nãy chụp vô cái đầu nó bún văng đi rồi. Cô chuyện con khác á. Có, nó chui về vô mấy tôn, tay mồi ngay mấy tôn đi tới luôn. Không, thì nó đi cuối mà nó đi giá cho con. Được con mà làm con nó đi. Cầm mấy cơm lại cho nó mấy gì nó ngon con cái gì đó. Thì cái miếng tôm nằm đây nó ngon quá. Ây dạ, trời. Ngon cái miếng tôm này mới đá luôn á. Nó về vô miếng tôm nó tao mới bắt được á. Hết đụng rồi. Bỏ chị làm con chuyện nó chị mà mọi đâu biết vụ mò tôm này. Dạ. Yeah. Chị thọt cái trong cái mấy cái kẻ đó đó, chị dính được có con cái gì. Cá hồng vện. Không có bắt. À. Dạ. Đây chị đất đây chị nhiều không? Có dùng đất tương tâm à. Dạ. Nhà chị gần đây không? Nhà chị sẽ gần đó chút xíu. Dạ. Dưới gần á. Kẹt cái tay tao đó. Tao mong vừa hay gì? Ôi. Cái nhà ơi vô được vài con nữa. Nãy giờ cũng bắt 5-6 con gì. Quá đã. Cái này tao mới nè. Nãy tao bắt con cũ. Cái này có è cái nhà thông cảm nha, Bin mới làm gớt cái máy quay xuống nước luôn à. Ngồi đằng kia đụng luôn. Nó. Hay quá. Giòn giòn à. Cái khúc này. Ôi cái đó luộc ăn thầy chùa ơi. Nó thay vậy. Nó bậy. Nước nó muốn lớn rồi cả nhà. Đây mấy trang nước đang chỉ vô. Chưa vô tới đây. Còn kiếm bị vài ba con nữa được. Rất ngon ghê ngon. Cái này tôm nước nó mới vô cái gì. Ủa? Gì hả? Cái hả? Gì hả? Nhìn nè. Hay quá, tay hay luôn. Vô cái nhà ơi, mời con em nữa nè. Đây kìa coi đây. Tôm cũ. Có gạch hay gì đó không? Cục gạch nó chết luôn kìa. Tôm cũ nó mới còn gạch vậy nè. Nghe cái nha. Ui, cục gạch đó chết luôn. Gớt cái bị đòn á. Cái này coi nè. Rồi đã chưa, đã chưa. Tôm cũ mới có gạch vậy chứ. Quá đã. Nghe ngồi vàng phải kiếm thêm mới nữa. Cho con quần luôn, cái ngồi bên đây luôn. Từ nãy giờ mò khúc lại đây. Cái chỗ này nó ngắn rồi, nó hẹp. Chút xíu rồi nghe. Vậy. Rồi. Cái gì vậy? Đấy nữa rồi.
Dạ. Dính lục. Dạ. Dính lục. Này làm ăn được ta. Đúng rồi, phút này phải kiếm ăn được mà. Còn con bự hơn, nó xảy con bự hơn. Từ nãy giờ cũng cá lắm cái gì. Không ổn lắm. Từ nãy giờ mình nghĩ là hai anh em làm khoảng ký á, hơn ký luôn. Chắc cũng cả ký á. Ừ. Cũng có mới nãy đâu có quay đâu. Đây. Lẻ vô luôn à, hay không? Hay à, hay à, hay à. Vô gâu lên nè. Này cái nha. Vô, vô. Con này nãy xảy nè. Nè. Em tiếp vào gồm nữa nha cái nhà. Đây đây đây. Nè, ok nè. Cái này là quá ngon. Quá ngon. Cái đó chừng ba con là no rồi. Uống. Con cá bóng cát chứ không phải con tôm như cái nhà. Tí cựu nhăn mặt bên bóng máy lên. Dạ tao phải ăn cá bóng cát lắm. Nãy giờ hình như bắt đừng con. Mấy con rồi. Mấy con luôn hả? Uống. Nước này có cá bóng cát à. Nước mưa mà. Thấy ngang mặt tưởng tao vô con tôm nữa hay gì. Nó đất nó mềm quá chứ mới bắt được rồi. Rồi tôm đây. Đè nó xuống luôn. Ê. Cái gì vậy? Cái gì vậy cái nhà? Ủa có đi, có đi. Tôm này tôm cũ sình không? Nó có gông. Ôi đã quá con này. Có mấy tôm cũ nó còn gạch. Lá coi chừng nó búng cái là đi luôn nha. Ôi sư tình không à. Đè đúng không? Bây giờ. Trời ơi, thiệt tình. Bên dựa tắt máy luôn á, dính bên bấm máy là anh búng chảy chứ. Nhiều cái lẻn. Thế nó vậy rồi. Buồn luôn. Cái gì vậy? Tao tắt máy dính nữa nè. Không có gì. Cô tôm gạch không luôn cả nhà. Đôi cửa đi gớt cái cười đã luôn. Đây này cái nha. Nghe con tôm bên mồi nè. Không biết cái nhà thấy không nè. Gạch không, gạch cứng ngắt luôn. Mình thấy nó đỏ chét luôn nè cái nha. Lặn luôn quần. Cần mồi đằng kia, bên mồi đằng đây. Bên dính tôm thì bên lặn luôn quần. Thôi về đi. Đây, người ta chạy ngang người ta nói hàng này chút hàng khùng nước lớn đi bò. Này coi con tôm. Đồ hay đó. Không, cái này tao mò nè, mà coi con tôm cái cục gạch nè. Này tôm cũ nó mới có gạch. Ừ, tôm mới. Tôm mới mùa này là nó vô thì nó chưa có tôm nào tôm cũ như là cả nhà nhìn thấy nó đen thùi lùi à. Có gông. Còn tôm mới thì nấy. Đã luôn coi cái nhà xe cái gạch. Thôi chứ không lỡ bữa nay hai anh em mình cũng vô lắm nha. Trời ơi ăn không hết. Khi vợ con ra coi gồng cánh phụ luôn á. Ở bên cá tướng bị đồ lắm cả nha. Trong cát. Trong cát cái lộn. Nè, mày sẽ mấy con uống ghê. Cái này là chắc kế bên nhất chứ không được nhất đâu. Tao mà nhị không à. Nhị không à cái nha. Không được nhất. Rồi hai anh em bên về. Nước đang chảy vô quá trường luôn. Nè. Chiều tối luôn à. Này bè bè cũng phải 5 giờ. Thôi về. Về như đây sảnh nè. Vô vô vô. Rồi nó mạnh. Quá. Bữa nào lấy sống cho sói luôn cả nhà ơi. Nhiều mà. Ký. Trời ơi. Quá đã luôn cả nhà ơi. Này thành quả của hai anh em pin bữa nay nè. Vô mùa này mà mò được như đây tôm là cũng hơi bị hay rồi đó. Đầu mùa cả nhà. Cũng hết nửa ngày chứ không hết đâu nha. Nên tầm mới, cũng có mới trong cũ, trong cũ. Bây giờ cái phần này thì hai anh em pin sẽ lựa ra một ít nha. Đây, lựa ra ít hai anh em mình làm liền. Làm bị lon hay lon gì coi. Rồi còn phần lại mấy cá này, cường bắt đi. Thì coi nha. Riêng bắt sẽ cường sẽ bắt mới tôm nữa cái nha. Bên hai anh em bên lựa ra mới, hai anh em mình đủ phần của hai thằng thôi nha. Lột ha. Ừ, lột đi. Gà hái ra mới cải nữa cái nha. Gà sao dứt luôn. Gà sao dứt luôn. Đói bụng rồi luôn. Đây về lấy gậu đi, lấy gậu lựa. Ừ, tắm luôn rồi cả nhà ơi.
tắm rửa nghỉ cho khỏe. Biết luôn hả? Biết liền đúng không? Rửa mình sơ sơ được rồi. Ok. Để bên lựa ra một ít nha cái nha. Thôi ăn cơm nhỏ thôi. Thôi quay lấy cho cái nhà xem mà quay tôm ngon ngon cái xíu chứ. Vào thôi ăn cơm nhỏ. Đây, để chụp lấy cái cuốn, chụp lấy cuốn. Vừa thôi. Mấy tôm bự ăn không có ngon đâu. Chứ không phải là không có ngon bự. Đây nha. Đây. Đó. Bao nhiêu đó đi? Mười... Dĩa đó hai thằng làm vài lon được rồi. Đốc mấy con trùm nữa. Thằng làm hai lon được rồi. Thằng làm hai lon người ta tính xin nửa lon thôi. Cũng kìa uống thuốc nhiều hơn ấy mà. Đây hai anh em bên luộc này nha. Còn cái này thì hai anh em bên chia. Rồi còn bắt cá bắt tôm về còn bên một vài con luộc cho mấy đứa nhóc ăn thôi cả nha. Còn cái này là phần của hai anh em bên. Rồi còn lấy bọc đi lựa cá luôn. Rồi bắt cá đi bắt mới tôm nữa nha. Không có nấu năng gì á. Chàng ăn tôm không? Rồi, chơi con. Ba ba đi bắt xe đạp nha ba. Ừ, con với mẹ tính đi đạp xe đạp hả? Rồi thì chút xíu đi ba cho. Chắc nhóc tao cũng đi xe đạp nữa. Thì trong nhậu ta. Ok không sao đâu. Chút coi. Hai thằng nữa lon lon thôi. Có gì cho vợ nó chạy. Ừ. Cá này. Tao quan tâm nữa. Bự quá không có kho được. Mày để tao đi, tao ăn sao tao bắt vậy hả? Chứ tôm tao có thiếu đâu, qua mẹ còn mới mò mấy ký lô luôn á. Vậy mà còn không cầm máy đi theo mẹ gì hết trơn. Không có ở không. Mẹ đi, mẹ muốn đi giờ nào mẹ đi chứ đâu có hẹn tốt đâu. Khang tắt nước kìa ba, Khang tắt tắt nước ba. Rồi, bắt dạy con nó đi Cường. Tao nói bự ăn không có ấy. Nhiêu ra ta kho, hai vợ chồng tao ăn cơm mà, đủ ăn thôi chứ. Rồi ok. Đây cái này dạy qua bên đi, hai anh em bên sẽ lột phần này nha cái nha. Rồi trời xấu nước cái đã, xấu nước cho nó sạch sạch bớt cái đã. Dao này ăn được rồi nè, chứ mới để nó dạ. Dao nào cũng ăn được tớ. Này lựa mấy cây nè, nó dài đầu bên nhỏ cái nha. Chó tí nồng nồng vô cho. Ủa sao không cắt ngang? Chí cho lên lại. Có không, đừng bài mày. Để làm gì cắt ngang lên lại. Bài quá vậy con. Ai biết. Đi thường thường nó thấy như rau lan rồi cắt ngang nó lên lại. Thôi đừng bài, đừng bài. Đừng có thêm ý kiến khác dụ tao à. Này là bên gãi vô là mục đích bên ăn cái mầm thôi cái nhà. Thấy quá tệ luôn, sao không mua bịch gãi đều đều có rồi ăn. Tao tính gãi gãi kia gãi ấy nữa mà mới gãi chưa gãi chứ. Gãi gì gãi. Cái ngọt. Cái bẹ gì đó. Cái ngọt. Ừ, cái ngọt nữa. Cái ngọt rồi cái gì kêu bằng gì nữa nè. Salad. Trong lắm ta hà mà salad khó lắm ơi, cái salad cái tưới nước nó gụng cái đầu xuống nè. Rồi háng lúc gà đừng rối. Mua mẹ. Háng thêm cái chấm cho nó nồng nồng mới được. Quá trời. Rồi được đó. Ăn hết đâu? Lấy ra mấy tức đi, tao ra tao rửa này cái. Lấy gỗ. Ăn rau lan không? Mẹ ăn không? Hay ít đọt đi. Okay. Chẳng cắt ít đọt luôn. Rau lan này cha con tao mới hái nè. Nên nó không có thấy non nhiều. Cũng mới hái cơm, ăn mai dịch khô gừng. Lâu lâu phải cắt bỏ cho nó ra đọt mới. Chứ ăn đọt kiểu này là rau lan nào mà nó non. Nếu như mình ăn xong rồi mình tỉa nó lại á. Chứ cắt đọt hay không là mốt nó đâu ra đọt non nó âm tùm lắm. Ít hả? Cái này được rồi. Hoàng thơm này cùng mình sẽ hấp bia nha cả nhà. Mình vô tắm rửa gạo rồi. Cùng ngoài này cùng chuẩn bị cho miếng bia vô hấp nó. Đây nó lại nha. Chưa có chuẩn bị hai trứng ớt. Ớt này là thích hà luôn cả nha. Này chấm cơm nhức nắp. Chín chưa, chín chưa? Ui. Vàng tôm quá tôm luôn. Ai mà đặt kiểu này là xanh luôn. Quá là tôm luôn. Chín chưa, để lâu chưa? Chín. Đụng đít hết trơn rồi, đụng đầu hết trơn rồi không thấy hả? Thôi vậy mình vứt luôn. Ừ. Ừ sao con này chưa đụng nè?
con nó tại nó mới nào có tên à, nghe đơ nó vừa chín luôn rồi, nó vừa chín thôi cũng được nữa cường. Mấy con này nè, nó chờ chứ chín chưa ta, vớt mấy con này cái đi, bóc mấy con này bỏ cái đi, mấy con nào lấy cái mình bóc bỏ cái đi, con đụng đuôi đụng đầu chứ, đầu đụng đuôi, ơ đuôi đụng cái đầu chứ. Đầu không bao giờ đụng được cái đuôi. Mấy con nó tại kiểu như nó nằm mấy á, nó nằm thẳng nghe chữ đúng không, kiểu như nó nằm nằm sao ta, không biết chuyện ta sao nữa. Rồi cái nhà lấy giường nha cái nha, ra ngoài giường thì đổ vậy luôn, giường thì có gì dụng đó. Cho nó dân dạ. Ôi trời, lên luôn đi, trời lên luôn đi, trời lên luôn đi. Nó có gì nữa không biết. Không, tại kiểu như nó nằm thà kiểu thẳng á, nó không có gom lại được. Hôm ngày của anh em bên đi mò tôm, dĩa tôm hay dĩa chấm mới rau giường luôn. Tại là gì thì cũng nè, mấy còn xanh luôn, để cho nó ngon bữa đi. Ok. Rồi, bia lạnh quá mà cũng có bọt nữa ta. Bia nào không bọt. bia không bọt là bia hư á. Anh em cũng mặc mày vô ghế đây lai gai cùng anh em là uống miếng. Ồ, ăn trong tay phải chừng. Vậy đây ăn có tiền nuôi vợ nuôi con. Như đó đủ rồi. Rồi làm cái cho nó mát á. Chứ giờ cũng lạnh nữa. Hai nay bên mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Tính ra là bữa nay là tính xuống dưới ngay cái điểm chốt đó. Tại lần trước anh em bên mò cũng được tầm khoảng ký mấy à. Tại tính là vô luôn á. Tại tí nghĩ là nó có tôm rồi. Mời cả nhà nha, dùng tôm. Nhỏ nhỏ nó mới ngon. Bự quá nó không có bằng mấy nhỏ. Bên cũng lay gai chút ít thôi nha cả nhà. Nói chung là không uống được nhiều. Thì mấy gài cũng uống thuốc cũng có nói với cả nhà mà bữa nay đi lội nước mương nè. Chơi luôn, tại mấy gài ở nhà cũng bế tắc quá. Cái đàn phần là bên cũng có hỏi kỹ lại rồi, la lội cứ lội nhưng mà kỹ kỹ mà kiểu ngâm nước cái này không có kỹ đâu. Cái này mới nói gì? Ngày mà, biết sao giờ? Mình nó cay đã luôn. Là hay nó đổ chét luôn. Hư gì bằng. Bên vẫn thích ăn cái món tôm luộc này nhất. Nướng viên cũng không thích nữa. Nào, nó mềm. Ngon rồi. Biết là cái tôm nướng nó sẽ ngọt, nó thơm hơn. Mày nhưng mà mềm, nó mềm. Mày muốn mềm thì mày nướng đừng có chín. Vừa chín hả? Ừ. Thôi, vừa chín ăn nhiều khi bị ruột. Chứ tôm nào ăn qua tôm nướng được. Mớt ba cái rau nhà tao tầm như nè. Bán luôn á chứ ăn. Có ý nó là hai vợ chồng mày tao làm đếp á. Có gạo gì mấy chạy vô vườn tao dứt nha. Luôn. Ngắm có cái gì làm được thì cái gì vô làm. Vô hết. Cái gì? Cục gạch toàn quay luôn. Mới vừa sạch luôn. Chơi. Làm clip là phải ghi biên mấy con tôm bự. Mày hả cường? Cho tới hôm nay mày có gạch đâu ta? Tôm cũ. Qua mẹ tao mượn thao không có con tôm nào có gạch. Chuyện qua cường ở nhà mẹ cường tội ui làm thao cho bên gửi cái pin ra nãy đi đâu có hay với ta nhưng mà của mẹ cường mò vậy coi cục gạch nè. Hai da luôn nè, thấy mấy em tôm nhỏ không? Đấy mày coi cục gạch nè tới bến luôn cả nhà ơi. Coi tên mày là gông nè. Tôm cũ nên là tôm cũ. Đấy tôm mùa này thầy cho anh cái cho quay mồng mồng luôn nè. Dạ. Béo mà nó ngọt. Đúng điệu. Giờ chín. Quá ngon. Là lâu lâu ăn lại thấy bén quá ha. Nước tước mà mò ăn hoài thấy nó ngán cái nhà. Ngán. Tao thì vẫn không thích mà tôm này mà để ginh đi nấu lẩu á. Tại sao? Không thích. Nó hơi cô... nấu hơi cái nó không còn miếng nào ngọt ta. Nó cứng con tôm với lại là cái mùi nước lẩu nó ép cái mùi tôm đúng không? Mình nhất là cái lẩu thái mà mua chai lẩu thái mà cho vô nhiều á. Mày ăn lúc đầu ngon cái lúc sau nó cạn hả? Nó đắng hả? Phải không? Đắng khó chịu lắm. Đó tao cũng có gặp rồi. Cái chồng mà vô mấy tôm cũ nè thôi. Con này không ra nè đưa cái nhà coi ha. Nghe không?
Chà tôm lên này mà hai anh em mình ông cục gạch chà bá luôn. Mấy con tôm này có gông, có thể là nó có gạch á. Mấy con tôm mò tôm cũ á, mấy con tôm mò nãy cuối cùng á. Ừ. Đã. Cái gì đây ha? Tôi nói gì quên nè. Cái chỗ màu tôm cuối cùng hồi nãy á là cái chỗ đó, hôm bữa bên đi câu cá bóng dừa. Nhà bên không có clip cho cả nhà xem á, tại anh hôm bữa anh Đông xuống chơi á, bên nói là bên gửi cho anh Thông ít cá ăn. Hai anh em bên gửi cho anh Thông ít cá. Hỏi anh Thông ăn muốn ăn cái nào, cái anh Thông mới nhắn tin á là ăn cá bóng dừa, nên hai ba bữa nay anh em bên đi câu. Mà không có quay, câu gửi cho ảnh. Rồi bữa đó bên cũng mới không có chiều. Rồi bên còn hè muôn hộp còn khúc á, cái bên chạy qua bên câu. Thì ra cái lỗ nào bên câu cũng bị con tôm nó ghẻ, mà tại sao bữa nay nó không nhiều như hôm bữa. Nhưng mà bên ra bên câu 5 lỗ, cái lỗ mà bên bỏ xuống câu á, bên điếm thì 7 con, 8 con, có lỗ 2 con tôm bên lâu lên mấy bờ luôn á. Chỗ đó nãy là mò cái chục con nữa rồi. Bên trong gạch là mò đó không á. Mà nãy bên mò không có đụng con nào, đụng có 1 con rồi quay cái nhà thôi á. Là bắt đụng con đúng không? Với 1 con duy nhất luôn. Còn bắt ở đó cũng đã chục con. Mấy ngoài làm hư luôn ha. Lâu lâu ăn thấy bén quá, hay là mới lội nước mà nó đói ta. Bây giờ cũng đói nữa, trước khi đi là cũng có quất tô cơm mà. Đã. Sáng hai anh em bên cũng đi câu nữa, chắc là câu rồi ngày mai hai anh em bên mần. Để anh cho ảnh. Cứ bắt đầu cái đi câu xong canh nước là về hai anh em đi mò, về thẳng quất tô cơm mà ngâm nước vợ đói. Như cải này mà để bự là làm dưa cải phải không ta? Không phải. Không phải. Cái này á, nếu mà mày để bự á, chỉ có làm một cái á, là mày tụng và mày ngâm giấm đường thôi. Là cũng cải chua nhưng mà dạng mày giấm đường. Còn cái cải kia á, là kêu bằng cái khác nữa không? Khác nữa. Cái cải kia cái cọng rất là bự. Cái bẹ nó dày lắm. Cải này kêu bằng cải xanh hay là cải bẹ xanh. Cải kia là... không nhớ. Cải làm dưa là khác nữa. Ừ. Nhưng mà tao nghĩ không phải, mình nói thì Bin không biết diễn giải sao, nhưng mà cả nhà Bin nghĩ là hiểu ý của Bin. Ơi nó nồng, cái nó nồng. Nó để dành làm bột đạt mà. Ừ. Không, cái đó thì ta không biết. Mà nó nồng bà ơi luôn á. Cải này mày có khoảng trống nè mày gãi cái nhỏ nhỏ này mày đem mình trộn gỏi ăn ngon lắm á. Nó chua chua ngọt ngọt nó nồng nồng. Tao biết mày có dùng chưa, nhưng mà lúc trước ha, tao chuyên gia trồng cải này Bin trộn gỏi cái nha. Tao ăn sống không? Bin đó đi bộ đội không? Ừ. Trồng á cái ngày mình nhìn nấu nấm vậy nè. Rửa kinh heo đi qua nhà ăn cơm. Ăn nhẹ. Mà không qua nhỏ lắm nha, nhỏ lắm mấy ông thấy mấy ông chửi à. Ngắt từ cây lên đúng không? Cho gì gì à? Hàng cắt, hàng bỏ, hàng ngắt, hàng bỏ. Nhỏ hàng bỏ vậy đó. À, cái nhà thấy vườn rau bên nó lớn kìa. Nó lại bên chăm sóc á. Đúng tướng phần thuốc. Đúng có tướng phần luôn nữa. Ở nồng. Ngon mà. Giờ mà tầm cái kiểu mà như hồi xưa tướng phần nạn kia cũng hơi khó thế nha. Chứ lại nhìn thấy không, có mấy cây không biết thấy rõ không? Cây này cây gì? Đậu bắp. Đậu bắp trồng gì thích dữ rồi. Ta thấy người ta trồng, người ta bắt chước trồng theo chứ. Mày ra mày coi cái bờ ngay chỗ Bùng Minh chạy lên có chỗ trồng rau lan với đậu bắp á, nó cũng khích rích vậy không hả? Nó tính gian hàng bỏ cây vừa. Tại vì tao không có kinh nghiệm, nhưng mà tao thấy người ta trồng, tao bắt chước thôi, thích vậy đó. Mà một chậu người ta trồng 3 cây nữa kìa. Một cái cụm vậy đó trồng 3 cây luôn. Trồng nó thua. Cái đậu bắp có, nếu mình trồng thưa ngon tốt nó qua khỏi đầu ra luôn á. Ừ, nó cao dữ lắm. Cái này là bên tại bên có kinh nghiệm đó, giờ có biết cái vô này đâu. Rồi trồng rồi thấy ra trồng sao mà trồng vậy. Mấy cái mồng tơi cũng vậy. Mục đích của bên á là cũng như là trồng để cho đẹp quay cho cái nhà xem. Cái thứ hai nữa là cũng như là dễ bán. Cắt chừng 2-3 cây là ra ăn bó. Mình ra nó mới chuyện ngoài á. Chị nay chị đừng lấy mồng tơi nha, em bán chị, tại vì vô ngoài chợ ngoài Vin quen nhiều lắm. Mua thiếu hoài à. Pháo có mấy cái cây bí tồng không thành công. Cây bí tồng. Bí ăn đọt hả? Ừ. Có tồng quá. Tao thấy nó tao gieo hay lên cái đống. Cũng dễ cũng khó đâu. Tại không hên. Nhưng mà tồng cũng mày cũng ngon lành, cũng ăn thuốc rồi cũng tại ngon không hên hay sao? Không biết luôn hả?
hay là do phân mấy cái phân mình lúc trước mình làm trồng bông nó nóng quá tao cũng không biết. Này tôm mới vậy cả nhà nên không có gạch. Cái thấy mấy anh trồng ở ngoài toàn là đổ bỏ đất trồng đất không mà. Mày trồng ngay chỗ nào? Đó, mấy cái gì bí đó tao học luôn á. Được mấy cái hàng rượu đó, bí đó, bí đọt á. Ủa lên mà. Nhưng mà nó không có tốt. Nhìn nó không có sung. Tao thấy bí thường thường hồi đó lao động nha, là chỉ lên clip thôi chứ không làm học vậy. Thì đúng rồi, cái dạng mà lên clip hoặc là đào lên cái mô tổng đơn giản đó thôi. Ừ, nói chung lên clip. Cái dạng clip này nè. Bỏ ra nghĩ nó sẽ tốt. Này nó nghe vô phân nhiều quá nóng rồi. Không không gãy phân luôn, đó là tàu không gãy phân luôn. Chỉ tưới nước à. Trời ăn không mấy công cũng no luôn cực. No luôn rồi chứ muốn gì nữa. Cảm hết nha. Tao nhớ cái này là tao nhớ lại dùng cá ta kho. Chấm với cải này ăn ngon. Cái ta kho hành á hả? Ừ, cái ta quân đội á. Ồ, cái ta quân đội chắc ăn chắc nó hơi cỏ quá. Ăn cũng quen. Phải ăn thôi chứ mấy chú mấy ship nuôi nhập bếp mà cả nhà. Rồi đó lúc tao đi mấy tháng bên này cứ nán á, nửa tháng là kéo cá nhập bếp một lần á. Trời ơi con cá phi. Chứ giống như bộ xương khô rồi đó. Em hôi gồng khí bài. Cá phi đó tên tao còn ít ăn cá phi. Chủ yếu là cá ta. Cá ta là muôn thở luôn á. Cá phi. Đi lính là cá ta là coi như là muôn thở. Nghĩ sao mà 3 tháng bên còn 10 ngày mà chờ biên chế á. Ê, ba nổ xong rồi chờ biên chế á. Nên tao bằng 3 con heo. Là người ta cũng xong hết rồi ở nhà bên cạo, bên xả thịt đồ này kia. Hồi đó giờ có biết đâu. Có biết làm để gì đâu. Người chơi luôn. Kêu làm thôi chứ gì đâu. Dữ bây giờ kêu không cái lên ba anh em kêu ba người lại phải ghi mình tao ba người lên mặn xong rồi trả thịt ra nhà bếp á. Mặn ba con heo luôn. Sau đó mặn cái khúc đó xong cái chắc tao nghĩ là anh đại đội trưởng thấy được hay sao á bắt đầu. Nhưng mà tao mặn xong là mới tao không có đi lao động, người ta cũng không học cái lúc mà chào biên chế mình đâu có làm gì đâu. Mình chỉ lao động không mà, còn mấy lúc mà mình ba tháng bên trong mình được về á. Mình về xong rồi mình quay trở lên á. Tao đâu có về đâu gì đâu. Tao à. Tao cũng như ba tháng đồng binh thì chỉ tiên thể xong rồi cũng ngày nào cũng làm cái gì á. Không, còn cũng lao động khúc đó là ông hết học rồi. Cái chợ biên chế lúc mà mặn mấy heo xong cái ảnh thấy được cái gì biên chế về cơ quan thấy là khúc sau là bên khỏe lắm. Tao tối ngày tao với xăng nấu nước rồi phát báo. Dòng cái nó bye bye cái nhà đi. Vì thấy cái nó quyền nó xuống đỏ rồi. Mới cầm chạy vô nhà rồi làm biết rồi. Thôi hai nay mình bye bye cái nhà nha. Chào cái nhà.